Hello, chào mừng quay trở lại với trận đấu Văn Tùng và đến với dự án đường trên của Captain Lăng Đi với con bài gangplank quen thuộc trong trận đấu gặp Manfi. Hôm qua hôm nay xem Pro V T1 nhiều rồi ha, chuyển sang rank chung vậy. Nhưng mà rank chung dạo gần đây thì sao chơi mừng lại không có nhiều giáo án hay nên là mình chuyển sang làm Lăng Đi một ván để xem ngày hôm nay thì giáo án của Lăng Đi sẽ có gì đặc biệt nào. Let's go. Vừa vào thì Varus đã bị mất chiến công đầu vào tay của Sylas rồi. Hứa hẹn là một game đấu khá là khó khăn cho Lăng Đi đây. Manfi có một điểm hỗ trợ nha. Nó sẽ lên được level 2 sau một ghê lính. Tất nhiên giáo án của Lăng Đi vẫn sẽ là giáo án nâng E ở cấp độ 1 và khởi đầu bằng trường kiếm tái sử dụng. Cộng kháng phép ở bảng ngọc để tránh Manfi poke bằng những cú quy có thiên thạch bí ẩn. Kèo này bắt buộc phải khởi đầu bằng E để lấy đam chuẩn từ nội tại cùng với sát thương từ E. Nó sẽ là sát thương có xuyên giáp khá là to. Chưa kể là cái E này thì nó cũng sẽ reset nội tại liên tục. Nó là một cái cách khởi đầu đang khá là thông dụng hiện tại của con gangplank này. Hiện nay thì ít có người cộng quy cấp 1 lắm. Trừ những kèo đấu quá khó, thực ra thì kèo khó cũng nâng E để ăn lính an toàn từ xa thôi. 1.33 là thời điểm mà đặt cái thùng thuốc súng dưới chân để thời điểm những con lính đánh gần nó chết thì cái thùng này nó vẫn còn tác dụng anh em nhé. 36 kháng phép tới từ Manfi. Cộng kháng phép à? Trick cấp 1 thì đang có định run đứng giữa rồi đây. 1.33 đặt thùng đến 1.53 là thùng có thể ăn được ít nhất là 2 con cho đến 3 con gần và lấy tiền từ đoàn phủ đầu anh em nhé. Chưa kể là việc nâng E cấp độ 1 sẽ tiết kiệm mana, nâng Q cấp 1 thì bắn Q sẽ khá là tốn mana cho gangplank. Nếu như nâng quy cấp 1 thì bạn sẽ phải khởi đầu bằng kiểu là bình thuốc biến dị cơ. Còn nếu lên trường kiếm để hướng tới sớm những món trang bị như kiểu là dao hung tàn hay là lưỡi hái linh hồn thì trường kiếm nó vẫn sẽ là khởi đầu ngon hơn. Việc tiết kiệm mana sẽ giúp cho gangplank có được cái thủy kiếm ở lần về nhà đầu tiên với hai stack của tái sử dụng anh em nhé. Để rất nhanh hai con lính đầu tiên với 9 CS có được, có tí tiền từ đoàn phủ đầu nữa. Ây da, mất cái đòn phủ đầu dính cái quy của Manfi rồi. Đây các bạn thấy không, level 2 vẫn còn full cây mana. Chỉ là áp lực để solo kill Manfi không phải là dễ nhá. Bởi vì nếu như Manfi đánh láo thì giết nó được. Còn nếu đánh nhùng như này thì hơi khó giết nhá. Manfi những cái đồ đầu thì nó cũng chỉ đánh theo dạng là cấu rỉa thôi. Kích thùng khá nhanh nhưng có Sylas lên. Ây da, còn tốc biến Rek'Sai đang lên rồi. Đặt thùng ra, tốc biến đi. Ui, Sylas biết chơi anh em, phải kích thùng. Kích thùng và chém nội tại lại trước khi lên bảng điểm số mà thôi. Vẫn có mạng dành cho Rek'Sai. Nhưng mà Rek'Sai nên cân nhắc việc rút lui ha. Không đủ tiền thủy kiếm. Bán tái sử dụng ông ta. Một lưỡi hái rồi. Những nỗ lực rất đáng ghi nhận đến từ gangplank của Lăng Đi trước khi lên bảng. Rek'Sai sẽ là người giữ lính lại, được tính là khá đẹp anh em ơi. Thiếu mất tầm 50 đồng để có thủy kiếm ạ. Đứng dưới enemy double kill rồi. Sylas biết chơi anh em ạ. Sylas bắt quả tín vãi. Thôi quay ngon rồi, farm an toàn thôi anh em ơi. Nick Dam ăn lính nào. Ok. Đợt lính được mic ăn cực kỳ gọn gàng đến từ Lăng Đi và không chấm bất kỳ CS nào. Ui, có Sylas lại ganh chết được Johnny đường giữa nữa. Sylas này hoạt động hiệu quả thực sự. Bây giờ nó xanh nó ganh cũng dễ nữa. Chưa cần chưa cuối nó đã ganh bấy bá rồi. Và đây là một con Manfi đánh nhùng anh em ạ. Không phải là một con Manfi đánh quá vồ vập. Manfi cũng đánh khá là hiểu kèo ạ. Ây da, thôi quả này đủ thủy kiếm rồi, không nên đụng vào lính anh em ơi. Đụng vào lính là dở luôn đấy. Đụng vào lính một cái là Manfi nó đóng băng luôn đấy anh em. Mới có 5 phút mà con Sylas nó lên top lần thứ 2 rồi. 5 sát cho Sylas. Boss thì Ash có cho mình cú double kill. Một khởi đầu khá khó khăn dành cho team của Lăng Đi. Ping. Sylas ra đấy bro. Con Son máu yếu như này thì chắc là zone này cũng không chết đâu.
Chỉ là đừng băng trụ cách liều lĩnh thôi. Trích hỗ trợ nhưng mà đi ngang qua tầm nhìn rồi bạn. Đây đợt lính vẫn còn để lăng đi có thể pha. Mafia có thể đứng lại cấu rỉa nhẹ bằng một cú quy. Mic đam ăn lính dưới trụ. Nếu các bạn chưa biết thì trong quá khứ lăng đi ở những mùa giải trước đã có mức rank rất cao ở tại máy chủ siêu cấp. Thậm chí leo lên thách đấu. Thế nên là việc nhìn những thách đấu họ lát hit hay là họ mic đam những con tướng của họ để ăn lính dưới trụ thì nó khá là mượt. Nếu các bạn xem sao cho mừng lát hit dưới trụ thì cũng có thể thấy được cái sự khác biệt của những người chơi rank cao. Người ta mic đam ăn lính dưới trụ nhìn nó mượt như thế nào. Đây là một kèo mặc dù bị canh chết hai mạng nhưng mà vẫn farm được, thậm chí là lăng đi đang farm gấp đôi của Mafia phía bên kia. Thực ra Mafia đánh cũng cực kỳ an toàn, nó không muốn va chạm sớm bởi vì va chạm sớm của Gangplank này có rất nhiều sát thương. Các bạn thấy tầm 2 level đầu nó để cho lăng đi đẩy trước không ạ? Một giáp trụ. Một giáp trụ cùng với một lượng tiền khá lớn dành cho lăng đi vì đã farm không chuyển bất kỳ một CS nào từ nãy đến giờ cả. Rồi bắn cái thùng ăn hai con rồi té thôi, ok. Có sai lát lên hả ta? Con Mafia level 5 chơi con Gangplank level 6 kiểu gì cũng là sai lát. À không, Aurelion Son ạ. Son mà Raming sớm ạ. Đánh Son mà chịu khó Raming thế. Quyết định ở lại đến từ lăng đi khi mà thấy Mafia đang có dấu hiệu để đường vào. Vì đây là lính không có xe. Từ lính không có xe thì nếu bấm B về sẽ mất hết nguyên quay anh em nhé. Lăng đi quyết định ở lại luôn. Nhưng mà chưa có tốc biến. Con Manfi này nó có không thể cản phá rồi. Không có tốc biến thì không nên đứng cao. Sidat nó lên không thể cản phá vào một phát đấy từ Manfi là không có gì né đâu anh em ạ. Ra quát dặm lại một cái. Con mắt này đối phương đã biết rồi nha. 9 giây nữa hồi tốc biến nhưng máu mất đi đang là hơi nhiều. Bấm hết hai bình của tái sử dụng rồi. Đứng giữa pha ganh đến từ Trick có vẻ như không có mạng. Ây à, mất máu nhiều quá mà phải quy thốn thế. Mafia không có đồ AP mà quy thốn thật sự ạ. Chém tay nội tại này. Có level 7, còn hai bánh và còn đất lưu. Ô Mafia quy vào lính à? Đỡ. Còn vừa rồi nó quy vào người là nát người đấy anh em ạ. Có Mafia quy tốn rất là nhiều mana nhưng mà nó có bình thuốc biến dị và bây giờ thì Rek'Sai đã có mặt ở khá gần. Chờ có mắt ở bụi cỏ trạng 3 mà con Son cắm nó hết hạn lên ganh được. Pha kích thùng nhưng mà phải né được ạ. Đặt thùng ra. Cắn bánh. Có mà pha thấy Gangplank có nội tại nó đi về luôn anh em ơi. Vãi thật. Đứng dưới thì Varus mất tốc biến nhưng không chắc là có sống hay không nữa. Salad ở dưới rồi nên là lăng đi đứng lại farm luôn quay sau. Manfa cũng tương tự là như vậy. Khó rồi nha, gặp con Manfa này nó biết chơi, nó đánh nhùng, nó chấp nhận thua CS rồi. Nó mà lên tanh nữa thì cũng không biết phải giết nó như nào đấy. Rek'Sai lên cover và có ý định bait đến từ lăng đi. Về nhà và đóng luôn cho mình lưỡi hái linh hồn chăng? Quyết định về đóng lưỡi hái linh hồn rồi. Chờ tiền anh em nhé. Ok. Một game đấu thọt và cần đến 9 phút để có lưỡi hái linh hồn. Nó không phải là một game mà tầm 6 phút có ha. Có những game đấu tôi thấy tầm 5 phút rưỡi đã có rồi. Cái lưỡi hái linh hồn này. Có nhiều game rất xanh. Lưỡi hái linh hồn có càng sớm thì việc farm Q của bạn nó sẽ càng trở nên dễ dàng hơn. Nãy giờ thì rất chịu khó lia cam xuống cánh dưới để tìm kiếm cơ hội tung chiêu cuối hỗ trợ đồng đội lấy acid từ xa hoặc lấy mạng từ xa nhưng không được. Đợt lính vẫn còn để lăng đi pha một canh flank của lăng đi. Ôi phát tốc biến đầu tư rất tốt, thùng đã trúng rồi. Rek'Sai tung luôn chiêu cuối vào và Mafia mất tốc biến rồi tung chiêu cuối làm mềm đối phương của Rek'Sai còn e. Ok. Đây cũng là một trong số những cái pha mà có thể tạo nên sự khác biệt của Sao Chu Mông này anh em này. Ê khoan đã. Đang tính nói về Sao Chu Mông thì đồng đội đang bị tấn công, chém tay nội tại. Ok. Mất hết nguyên quay phía sau nhưng có mạng shutdown của Silas anh em ơi. Ngon. Tôi đang tính nói về Sao Chu Mông. Ví dụ như pha như thế này mà không có Silas thì không nói ha. Có Silas thì nó thành hay đấy. Ví dụ những pha như thế này là thường Sao Chu Mông sẽ tung chiêu cuối và sau đó quay lại farm lính luôn. Sao Chu Mông hay có những cái pha mà hỗ trợ dừng lên ganh và chỉ để dừng ăn thôi. Tức là biết là đối phương có chết hay không để mà không phần phải tốn thêm thời gian để hỗ trợ dừng ấy. Thì pha này lăng đi muốn đi bộ lên tung chiêu cuối để ăn cái mạng này. Thực ra cái mạng này Rek'Sai ăn được rồi.
và dẫn đến việc Lăng Đi bị mất một chút lính phía sau. Nhưng pha đứng lại này vô tình lại hay khi mà có thể có xe lát lên. Và có xe lát lên thì đổi mạng Rexha như thế này là Lăng Đi quá lời rồi. Một cái assist được một mạng sắt đao 600. Ngon, xì phê. Đổi quá lời rồi anh em, mới 1 đổi 2 và trong đó có một mạng sắt đao rất nhiều tiền dành cho con gánh Plank này. Comeback anh em ơi. Thêm một giáp trụ nữa, thêm một cái quy lấy đòn phủ đầu không? Không có đòn phủ đầu rồi. Đứng lại chém tay nội tại, bắn quy. Đặt thùng đánh tay còn W. Phá thùng, thành công. W chém tay đòn đánh quy. Phải đi. Khi đã có được lưỡi hai linh hồn rồi thì đam con gánh Plank này không có thiếu anh em à. Và Malphite vừa rồi không có R đã có một tiếng TP ra chết ạ. Đánh rất an toàn từ đầu trận nhưng lại phạm phải một sai lầm. Để bị solo kill thêm một mạng nữa. Ôi, một mạng shut down, một mạng ăn được của Malphite và một cái assist cho con Rexha cho tình huống. Còn Rexha lên gank với cú tốc biến đầu tư để áp sát. Khỏe luôn anh em ơi. Giày khai sáng. Đứng dưới Trick có double kill. 11 đều về mạng. Ôi, Trick tự nhiên thành 5-2 ạ. Rexha đang ăn con sứ giả này có vẻ không xong rồi. Xe lát rất xanh đấy nha, Rexha vẫn rút lui kịp. Mua sớm cho mình một cái kiếm răng cưa. Các bạn để ý cánh trên của đối phương đang là một cánh có toàn bộ là sát thương phép. Kiếm răng cưa rất cần thiết nha. Son sẽ bị bắn chết trong tình này mà thôi. Mạng lại thuộc về cho Lăng Đi rồi. Quy 3 hất tung thành công vị trí của Silas. Silas đang bật E lên và sau đó thì đây bảo đếm số chứ sao nữa. Double kill dành cho Lăng Đi. Malphite hút R chạy rồi. Như vậy là Malphite cũng xác định là không đủ đam để giết ai cả nên quyết định chạy trong tình vừa rồi. Ngon luôn ạ. Bỗng chốc quay lại ván đấu với 4 mạng liên tục. Sao con sứ giả này lên pick away top nữa đẹp này anh em ơi. Thậm chí Rexha nhường luôn sứ giả. Oh. Lên pick away này xong bấm B về với sứ giả đi ra là perfect. Đứng giữa không hiểu sao Zone vẫn chết mặc dù đó là một con Malphite không còn R nữa. Nhưng Malphite ra mid thế này thì Lăng Đi tha hồ mà reset way. Trụ đường trên đối phương còn 3 giáp trụ. Bây giờ dừng đối phương lộ đường dưới cái là sứ giả ăn trụ top luôn anh em nhé. Silas lộ ở bot rồi anh em ơi. Rồi Malphite trở lại rồi. Có bùa xanh. Malphite con quyền lính rồi. Có nội tại. Bắn quy lấy lớp giáp nội tại trước đã. Đặt thùng chém tay nội tại. Đức lưu lên bắn quy dọn lính. Và sau đó thì để xem có định ban trụ Malphite không còn chiêu cuối này hay không. Malphite không còn R không còn flash. Còn Lăng Đi thì còn tất cả mọi thứ. Một cú quy lấy ra giáp nội tại này. Ui, bị quy mất luôn cái kiếm răng cưa rồi nhưng không sao. Nice. Trụ top luôn anh em ơi. Trụ một toàn bản đồ luôn. Giàu điên. Từ một con gank plank bị cam nhưng bây giờ thành một con gank plank vô cùng xanh xao rồi. Bây giờ có chiêu cuối. Tốc biến chém tay nội tại thiêu đốt. Tung chiêu cuối rất điểm từ xa. Nice. Unstoppable và lại 300 tiền nữa chạy vào túi của Lăng Đi rồi. Dừng đối phương lộ cánh dưới nên cứ tha hồ mà khoét cánh trên thôi anh em ạ. Hoàn toàn không ai lên can thiệp cả. Trụ này mà ăn kịp nữa thì thôi. Trong khoảng chừng 2 phút gần đây Lăng Đi đang có một cái tốc độ tăng tiến sức mạnh vô cùng khủng khiếp anh em ơi. Rồi xong cái trụ 2600 luôn ạ. Son lên rồi, chết mạng này cũng được. Chạy. Chạy được không nhờ. Đặt thùng ra. Son tung trụ cuối xịt. Một thùng chí mạng chém tay liên tục và đó là sát thương nội tại đủ để Lăng Đi có mạng thứ 6. Ui. 13 phút 20 giây đúng không? Từ 02 tầm phút thứ mấy mới có mạng nhỉ? Phút thứ 10 mới có mạng mà đến phút thứ 13 20 đã có cho mình 6 mạng. Bỗng chốc trở thành một con gank plank siêu giàu với tầm này tiền sách ra sau khi có được trụ hai đường trên và cái mạng của con Son này. Một thùng chí mạng kìa, 20% chí mạng nó đổ chí mạng ạ. Red Dog thực sự nhưng mà thực ra không cần chí mạng quả đấy, tôi nghĩ là vẫn chết con Son thôi. 4.500 tiền. Kích số lưỡi hái lên 4.600 tiền anh em ạ. Wow. Bây giờ đóng cái gì đây? Ám muội bán lưỡi hái lên ban Mortius. Tầm 8 phút mấy 9 phút mới có lưỡi hái mà sau đó thì tầm 13 phút ông ấy về ông sách ra thêm giày 2 ám muội với cả ban Mortius. Tức là trong 4 phút đấy có thể tăng tiền tầm 3 trang bị.
Tính cả giày anh em nhé. Đứng dưới là một tiếng 1-1. Lăng đi di chuyển xuống nhưng không biết có cứu nổi con trích này hay không. Trích lâu lên bả điểm số nhưng mà Varus tung chiêu cuối hay. Chiêu cuối ngược lại tới từ vị trí của Sylas. Có Manfire, ây da, hơi rách việc rồi. Tình huống combo hai thùng có Man Mortius ám muội vào, một mạng cho Lăng đi, hai mạng cho Lăng đi. Và đó có thể là mạng thứ ba nếu như Manfire đứng lại trong tình huống này. Ủa, có cái Man Mortius và đánh tự tin hẳn ạ. Nhìn trong tình huống vừa rồi khi dính chiêu cuối của Sylas và chiêu cuối của Manfa là thấy rất rách việc rồi, nhưng mà cái Man Mortius đủ để Lăng đi đứng lại và lấy được hai mạng, thậm chí không chết trong tình huống vừa rồi. Bây giờ Zone xuống vét mạng thôi. Một lượng sát thương cực kỳ lớn trả lại. Zone đặt mệnh xịt ạ. Tung chiêu cuối từ xa tới từ Lăng đi để hỗ trợ nhưng sát thương có vẻ là không đủ rồi. Bởi vì không có súng hải tặc để có thể dứt điểm. Đang cố gắng dìu con Zone này về với an toàn. Ad bên kia là Ad AD nha. Cái này ba thùng thì có thể trúng này. Hai thùng thì hơi khó nha. Thùng thứ nhất, thùng thứ hai, quy thùng thứ ba. Đó là một tình huống Harrenburg bị mất đi nửa cây máu á. Sau đó Trick lao ra bật chung quê vét đi bạn. Nice. Bắn quy thiêu đốt. Đứt lưu lên. Ad hit and run một hồi bị Trick bắn chết rồi. Với mạng thuộc về cho con Gangplank này cấp độ 12 đang đứng núp. Tốc biến lên bắt tốt tới từ Sylas. Dính một thùng và sau đó thì Trick ăn mạng đi bạn ơi. Cái màn màu tiếng không hồi kịp. Ây à, sao Trick vẫn chết nhở? Hơi đen anh em ạ, cái màn mau tiết nó hồi không kịp cho tướng vừa rồi. Bị shut down rồi, 1.000 tiền đấy. Nhưng mà sắp có luôn cho mình súng hải tặc rồi. Hai mảnh đắt tiền nhất của súng hải tặc đã được hoàn thành ở thời điểm phút thứ 16. Hơi đen ha, quả này vừa rồi mà sống là có thể ăn được cả trụ boss nữa đây anh em. Nhưng mà không sao, team Lăng đi đang comeback cực mạnh rồi. Nhìn tay toán không? Vì game này phải lên cái Man Mortius này nên là bị chậm cái Navori ở đầu 4. Nhưng không sao. Tôi nghĩ nếu mà tốc độ ban đầu nó cứ nhanh nhanh như thế này thì đánh đến tầm 22-23 phút là có thể full đồ với Navori món cuối rồi. Bởi vì phía bên này cũng có một lượng sát thương khá lớn nên là phải lấy Man Mortius sớm. Rồi cấp độ 13, cấp độ 13 với những thùng thuốc súng được tụt máu nhanh hơn EQE. EQE thành công và đó là một tình huống EQE chí mạng. Ám hội chém tay được tại bắn quy, tung chiêu cuối từ xa nếu cần nhưng không cần nữa rồi. Khu vực đứng giữa là một cú chiêu cuối đến từ Auron Son. Tung chiêu cuối đến từ Lăng đi nhưng rất tiếc lại không đủ sát thương. Son nó vẫn còn đứt nó chạy về. Nhưng cái trụ này thì chắc chắn là trụ thuộc về cho Lăng đi rồi. Tầm 17 phút có thể tính là đủ đồ thứ tư với một cái súng hải tặc rồi nhá. Tức là còn tầm 3 phút để xem 3 phút đây có kịp lên Navori và có được cho mình 4 món trang bị, chính xác là 5 món trang bị chân phái ở thời điểm phút 20 hay không. Sylas solo cùng với Rek'Sai. Sylas còn một chấm máu, Lăng đi đang có định ăn trụ đứng dưới trước. Trụ này 600 nên ăn trước. Người thì bắt sau, Varus đã vòng ra rồi. Sylas có định quay người trở lại tấn công nhưng tốc biến qua không đủ tầm rồi, bắn quy 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 quy. Ok. W lên E quy E. Quy E không tới tầm rồi. Combo hai thùng đi bộ bắn quy. Nice. Giàu quá các bạn ơi, 2007 rồi. 12 mạng, một cú double kill. Quyết định back về lấy súng hải tặc và mảnh đắt tiền nhất của Navori. Nhớ hả? Ê. 1.900 tiền rồi. 800 tiền đang cầm trên người. Mới có 17 phút thôi các bạn ơi, 4 đồ rưỡi. Đam giác điên 380 đam tay rồi. Xem những game của Lăng đi thì xem là bao nhiêu phút full đồ. Đi bộ lên EQE, EQE thành công và thùng thứ nhất, thùng thứ hai đánh tay. W lên bắn Q nếu như cần. Bởi vì thùng vừa rồi nó chí mạng nên là con át bật ngửa rồi anh em ạ. Wow. Bên phía bên kia đã có được con sứ giả và Lăng đi có thể giải chiêu cuối từ xa thay vì đọc chat nha bro. Giải chiêu cuối lên cánh trên lấy acid cái bro, không cần nữa rồi, đồng đội làm hết rồi. Hello Manfi, làm gì ở đây đây bạn ơi? Làm cái gì ở đây đây bạn ơi? Không nghe VE được nhưng mà Manfi cũng đang không thể cản phá chạy đi đâu đây bạn, chạy về trụ ạ. Trụ cuối còn giữa Lăng đi và Manfi không thể làm tự sát được cả. Đi sát tường để EQE và đối phương đang có định tự sát trước mặt của Gangplank còn rờ. Khá là tuyệt vọng. Ôi, có ta đây à?
Bây giờ 1.970 mấy tiền rồi anh em, còn thiếu đúng 300 tiền nữa để có được cái Navori. Mà 300 tiền này thì nó chỉ tầm một đợt lính rưỡi chưa đến. Hai đợt lính đi ha. Nếu tính hàng, nếu tính thêm tiền từ cái Quy gameplay cộng thêm các bạn. Nhanh lắm. Thế tính ra tầm 19 phút full đồ rồi. Nốt bãi người đá này có thể thêm một wave nữa rồi về này. Là 19 phút full đồ. Chưa bắn giày anh em nhé. Bắn giày thì nó có thể tiêu tốn thêm tầm 2 cho đến 3 phút nữa. Ok. Thêm cái mạng này lấy được dược phẩm luôn. Cảm giác thiếu tiền thì cứ đi kiếm đối phương giết dễ quá nhờ. Navori full đồ rồi anh em ơi, 19 phút full đồ. Chỉ là chưa có dược phẩm và chưa bán giày thôi. Thực ra thì cũng không cần phải hướng tới dược phẩm sớm, tiết kiệm tiền để lên đồ 6 cũng ok. Đồ 6 nó nên là cái Dominic anh em ạ, Dominic hoặc là nhân tử vong. Rồi không thể cản phá vào Varus mất máu không phanh và lên bảng rồi. Atok biến thẳng vào cái thùng của Langdy khi bị khép góc tiến sau, hai thùng liên tục và Manfa có bật ngửa rồi double kill cho Langdy. Bây giờ sẽ là màn pha mạng mà thôi. Bây giờ sẽ là một màn pha mạng thực sự nữa rồi. Chiêu cuối từ xa để có thể confirm cái mạng này nếu mà Trick không ăn được, nhưng mà thực ra Trick sẽ ăn được mà thôi. Trụ đứng giữa này. Ơ kìa. Thôi được rồi, để tôi tung chiêu cuối tôi ăn cho. Mạng thứ 17 và Legendary cho Langdy. Xong đợt lính này có lẽ sẽ tới cái trụ thứ hai đứng giữa là mục tiêu tiếp theo, nhưng không, Langdy quyết định giật ra để có thể farm chim. Không còn chim nữa rồi. Còn red không? Đánh một vòng farm bãi chim không có nên quyết định về ăn trụ hai lại. Rồng thì để Rek'Sai solo nhé. Rất đen cho Ad là tốc biến lên để né cái gì đó thì lại gặp ngay cái thùng cực kỳ nhiều đam. Sylas có định va chạm 1v1 đã, một thùng một nội tại thứ đốt đánh tay cút luôn. Đầu trận ganh hơi rát nha bạn. Một mạng cùng với một trụ đứng giữa, một quyết định là không ăn mega, quyết định back về bán giày rồi, quyết định back về bán giày để mua Dominic. Và có lẽ sẽ đủ tiền để, nếu như theo tính toán thì có lẽ sẽ đủ tiền để có thể mua thêm dược phẩm. Rồi nhắc tử vong một dược phẩm thôi. 488 đam tay và full trang bị sau 21 phút. Việc bán giày mua thêm trang bị thứ 6 nó chỉ tiêu tốn tầm 2-3 phút thôi các bạn. Bên kia đất game có... Nhưng mà con Son này còn lâu mới mạnh anh em ạ. Trước khi con Son mạnh là bây giờ một thùng nó cũng đã chết một đứa rồi. Ông nào cắm con mắt kiểm soát cute thế. Này lang thang EQE phát chết luôn này. Ơi trượt rồi. Manfa vẫn dính thùng à. Ê mất đạn, nó dính đạn bằng tiễn rồi. Thôi. Tốc biến ra với man máu tiễn. Có mạng cho Langdy đúp lưu lên. Ây da. Cái lớp giáp dày như thế vẫn có double kill cho Langdy. Cái lớp giáp dày như thế của man máu tiễn vẫn chết à? Ảo ấy. Ơ. Đây là một tình huống mà đã combo EQE fail và mất hết EQ rồi nha anh em nhá. EQE còn át lách cái nhẹ rồi, chúng phát là còn át này bật ngửa luôn đấy. Manfa vẫn dính cái thùng vừa rồi. W lên chém tay nội tại không được vì đối phương đã dính đạn vào, đã bắn đại băng tiến. Chém tay nội tại phát ra với cái lớp giáp cực kỳ dày đấy thì bắn máu tiến. Con lắc mà rót quả này ảo thế. Ủa. Chiêu cuối vẫn chết thêm vị trí của Sylas nữa ha. Con lắc chiêu cuối nó rất nhiều đam vậy anh em. Một đổi hai, Trick lao lên và có được một tiếng một đổi một với lại vị trí của Ad lắc gỡ được mạng của Varus nữa. 3-3 ha. Zone đang bào trụ khu đường dưới rồi, vỡ luôn cái man Mortius nhưng mà không sống nổi. Zone thì mất nỏ từ thủ bị thưa đốt, cố gắng đổi mạng với lại vị trí còn lắc. Ok, 4-4. Đội hình này hơi tiếc lại là không có con nào tanh tuyến đầu để nó hút CC với hút đam. Nếu mà đánh gangplank mà có những hỗ trợ CC và hút đam như kiểu là Alista hay là Leona các thứ thì ngon. Bán man mau tiếc thời điểm này là cút anh em ạ. Cảm giác là nó vẫn là một trang bị rất là value tại thời điểm mà đối phương đang có một nguồn sát thương tuyến trước là sát thương phép lớn như thế này. Nếu bán thì có thể cân nhắc lên giáp thiên thần hoặc là vũ điệu trong trường hợp là xạ thủ đối phương xanh thôi, nhưng mà ván này thì xạ thủ đối phương là con Ax thôi mà. Baron thì trích hai nội tại sẽ ăn Baron cực nhanh anh em nhé. Đặt thùng ra này. Đó. Đặt thùng ra liên tục. Có cái Navori hồi thùng rất nhanh anh em ạ.
Đam chuẩn lên Baron là 4.000 mấy rồi. Có những ván đam chuẩn lên Baron nó lên có số tầm 6.000, 7.000 là chuyện bình thường. Với cái trích 2 thùng để ăn nhanh Baron như vừa rồi anh em nhé. Đặt 2 thùng và QA để có thể kích 2 nội tại. Trích lao lên có định bắt lẻ lắc. Ui, đam trích to thế. Chiêu cuối trượt tới từ vị trí của Varus. Chiêu cuối mà trúng cho một thùng vào là con át này bật à. Slack copy chiêu cuối Varus để mở chung với Malphite. Lăng đi không có tốc biến nhưng đang đứng khá cao. Tình huống combo 3 thùng vừa rồi thì không trúng. Và đây là tình huống không thể cản phá của Malphite. Luôn luôn dùng vào Lăng đi. Lăng đi đang mất màn máu tiết. Đặt 2 thùng trúng chí mạng. Một kỳ 3 đam bắn thêm một quy nữa. Đắp một kỳ cho Lăng đi. Đó là tổng cộng 4 mạng hạ gục nếu tính cái mạng còn trick bắt lẻ được cả con lắc phía bên kia. Sylas là người duy nhất sống sót. 22 mạng và có vẻ như chưa muốn dừng lại. Lăng đi đang muốn di chuyển vào để có thể farm mạng trong bệ đá cổ. Đang là tình huống cố gắng dọn lính để nó hồi lại những thùng anh em nhé. 4 thùng đang có này, thùng thứ nhất, thùng thứ hai, quy 1 mạng. Sylas đã bị kẹt lại phía bên ngoài và không vào được trong nhà chính rồi. Người gần nhất xuất hiện ở tại bệ đá cổ sẽ là con Malphite và không để không thể one shot được. Trick đang bấm B về Baron. Về đi bạn, Malphite ra rồi. Lính ra, đen thực sự ạ. Bắn cho một quy chí mạng nửa cây là thùng thứ nhất. Thùng thứ hai quy, chém tay nội tại, W quy, mày đi. Để thiêu đốt, giết luôn anh em ạ. Nếu mà quy quả vừa rồi thì được thêm 7 tiền từ đàm phán anh em nhé. Còn nếu mà không quy confirm để đốt chết thì thì nó không được 7 vàng nhưng nhìn nó ngầu thôi. Combo 2 thùng trúng không chí mạng, đặt thùng quy cút. 2 thùng tầm này là cút hết. Thùng thứ nhất W, thùng thứ hai. Ây à, cái gì đấy? Cái gì đấy bro? Đâm mà hơi sâu bị con át nó bắn hơi đau ấy nhỉ. 25 mạng xương xương. Tiền có bây giờ chỉ kích lại dược phẩm thôi. Không có định bán đồ nữa rồi. Át bắn đau ấy nha. 112 giáp nên chỉ là giáp cơ bản đến từ một con đấu sĩ như ganh vanh thôi. Và cái W ván này thì nãy giờ Lăng đi đang dùng để hóa giải CC từ tuyến đầu chứ không phải là CC từ con át. Nên là cứ vừa W xong phát là con át bắn cái R vào là cút luôn. Chết ganh vanh là team cũng đang cảm thấy hơi rén tại con rồng này đấy nha. Nhưng mà Zone được cái là biết đẩy đường trước tại khu vực giữa với một Mega để có thể set up rồng nó thoáng hơn. Hồi sinh trở lại. Rek'Sai bắt được con Lux rồi. Lux tung chiêu cuối, đổi chiêu cuối với lại vị trí của Varus. 1 đổi 1. Sylas copy chiêu cuối Zone. Rồng đã thuộc về cho Sylas rồi. Át bắn liên tục, Zone quy trượt. Và sau đó thì cút luôn. 1 đổi 2 và mất rồng ạ. Trick đang tàng hình lên lấy tầm nhìn và không biết là có bị lộ vị trí hay chưa. Đứng dưới Rek'Sai đang solo 1v1 với con rồng bên phía bên kia tung chiêu cuối. Át quay lại bắn luôn với thanh tẩy ạ. Thùng thứ nhất, thùng thứ hai và con át bị bay màu sau cú giật E đến trick AP rồi. Malphite quy vào lính để quang rút lui, còn đứng dưới vừa rồi là một tiểu. Rek'Sai không chết với một chấm máu. Con Son thời điểm 26 phút này thì bắt đầu động có đam rồi nhưng mà chưa phải là quá đáng ngại với một con ganh tanh đang khỏe đến như thế này. Mày đứng gồng quy nữa đi, thùng thứ nhất, thùng thứ hai, quy. Mày flash chạy, ố thôi 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 thôi. Quay lại bắn quy. Cút rồi. Ôi, vẫn flash đi với một chấm máu ạ, thùng đặt ra, quy. À, mày thì chơi nữa đi, mày chơi nữa đi. Ui, tưởng quả rồi chết rồi đấy chứ. Man mau tiết cứu cho một mạng và sau đó là một tiếng sai lát. Tham lam lao lên để ăn mạng. Ăn một thùng một ngửa luôn. Đang cố gắng đánh thùng để hồi W và hồi E. Tầm này máu me như thế này thì chờ đứt lên rồi đánh tiếp thôi, không cần phải về anh em nhé. Dược phẩm cũng còn khá là nhiều thời gian đấy. Con lắc này một thùng là cút, thùng thứ nhất này. Thùng thứ hai quy, Manfire thẳng vào ạ. W lên chém tay nội tại đặt thùng ra. Combo 3 thùng trúng và Son trắng cây máu rồi, chiêu cuối chưa có đến từ Lăng đi để kết đỡ từ xa. Lắc cung lắc tung cái cầu vồng tối thượng lên và sau đó thì phía bên trong nhà chính Rek'Sai đã chết cùng với Malphite rồi. Tung chiêu cuối giữa tâm vụ nổ và sát thương chuẩn đến từ chiêu cuối của Gangplank đã kết liễu được Lux và mạng thứ 28 thì Lăng đi rồi. 3 thùng dưới chân đang chém tay để ăn nhà lính trước, đặt thùng ra.
combo 3 thùng chém tay nội tại. Đối phương đồng hồ rồi, còn cái áo muội này. Rồi đặt mệnh xịt ạ, bắn quy chết con Son. Át vẫn đang bắn liên tục. Chiêu cuối Varus trúng vào vị trí của Varus. Chiêu cuối Varus đến từ vị trí của Silas thì đúng hơn. Một quy chết luôn con Át, 29 mạng, đặt thùng ra. Hết thùng rồi, còn đúng một thùng dưới chân này thôi. Đang cố gắng chém tay để ăn nhà. Một trụ về chính của Silas lao lên, còn Man Mortius. Ăn ngay cái đầu tại phải bấm đồng hồ và sau đó thì lăng đi bắn quy nhưng vẫn phải lên bảng. Chưa em được rồi, 29 mạng. Màn pha mạng theo thời gian đang là một mạng mỗi phút. Tiền bây giờ quá dư rồi anh em. Tiền có thì cứ kích dược phẩm lại thôi. Bây giờ có farm thêm thì cũng chỉ lấy đồng ngân xà để nâng cấp chiêu cuối thôi. Đối phương đang có định ăn Baron và team của Lăng Đi lúc này vẫn còn người chơi đi rừng nhưng tầm nhìn đang là hơi ít. Vừa rồi là một pha thấu kính tới từ Varus. Còn cái hoa soi sáng luôn này. Đối phương đang có một con khá là yếu máu là con Lắc hỗ trợ của Hardenburg. Không thể cản phá và Sadat lao lên. Varus cút rồi. Lấy chiêu của Rek'Sai để có thể gây áp lực đến từ Silas. Baron còn khoảng chừng 5.000 mấy máu và Lăng Đi đã hồi sinh trở lại rồi. Tung chiêu cuối từ xa nhưng không chết con Lắc rất đen ạ. Rek'Sai không xuống được rồi, Trick bật chiêu cuối lên bắn. Sát thương từ Trick đủ để ăn mạng của Manfa và mớm cái mạng dành cho chiêu cuối của Lăng Đi để ăn cái mạng của con Son. 30 mạng rồi. Silas lao lên nhưng không đủ sát thương để giết Trick. Và quyết định ping end rồi. Có lẽ thời điểm này với 30 mạng sau 30 phút nên là thời điểm kết thúc ván đấu thôi. Đêm dài lắm mộng anh em ơi, bây giờ mình không tăng tiến sức mạnh được nữa, còn đối phương vẫn cứ tăng đồ đều đều này là không ổn. 6.000 7 tiền không xài được cái gì rồi. Thôi thì ăn lẹ rồi sang game mới ha. 30 mạng cũng đang là số lượng điểm hạ cũng khá là cao và nó thực sự là chuyện hết sức bình thường đối với Lăng Đi. Đặt thùng ra. Rất tiếc đối phương còn phát và không giết được. Đi bộ vào, rồi nên đặt mệnh vào và W lên. Giờ này có mạng rồi. Lăng Đi bị báo mất cái mặt máu tía sau tình huống dính khóa đến từ Lắc. Đối phương sắp hồi sinh Silas cùng với cả Aurelion Son rồi combo 2 thùng trúng nhưng nó không chết con Lắc phía bên kia. Son lao ra, rồi nên lao vào và đặt thùng dưới chân bắn Quy. Ám muội chém tay nội tại, đối phương còn đồng hồ. W lên đặt thùng ra Quy. Quy kịp và lấy được khoảng chừng nửa cây máu của Manfi cũng như Silas trước khi lên bảng cũng như lấy cả mạng của Son nữa. Và rất tung chiêu cuối trượt rồi, Silas có double kill, cú chiêu cuối đấy Silas được dùng để confirm mạng và có cho mình cú triple kill. Nhưng sau đó thì Manfi đã gãy rồi. Silas về mẹ đá cổ đi ra, thấy đồng đội của mình nằm xuống và bây giờ Silas đang phải 1-2. Cặp bot team Lăng Đi liệu rằng có đủ sức mạnh để end game hay là không đây. 31 phút với 31 mà hạ gục. Và thế 2-1. Tung chiêu cuối trượt tới từ Silas. Vậy thì end thôi, Silas hết máu rồi, phá nhà là win rồi. GG. 31 phút, 31 mạng, 19 phút full đồ, 21 phút có đồ thứ 6 sau khi bắn giày. Một giao án vô cùng chất chơi, mặc dù đầu trận hơi khó khăn một chút thì con Silas nó cam ha. Những cái quả ăn được mạng shutdown con Silas rồi sau đó thì ăn thêm mạng Manfi, ăn thêm 2 trụ top với con sứ giả nữa. Xem bao nhiêu đam nào. Nó không check được đam cuối game anh em ạ. Rất tiếc là mình không chết được đam cuối game ở cái game đấu vừa rồi của Lăng Đi, nhưng mà không sao, vẫn là một game đấu mà mình tin là Lăng Đi sẽ là người lead đam mà thôi. Cảm ơn anh em rất là nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những dự án khác nha. Đừng quên để lại nhớ lượt like và subscribe để ủng hộ channel và YouTube của Văn Tùng nha. Hẹn gặp lại anh em, bye bye.